Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề về sản phẩm đồng hồ, danh mục đồng hồ của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách siêu phẩm Rolex 116231. Đây là chiếc đồng hồ demi rogol vàng hồng và mặt vi tính, cọc số là cọc kim cương. Đây là thẻ của đồng hồ Rolex này, và thẻ này có ghi ngày, tháng, năm và số series cũng như là model. Quý khách có thể trực tiếp vào website kilanluxury.com để xem danh mục sản phẩm cũng như là chi tiết từng sản phẩm, và tất cả sản phẩm đều để giá trên đó hết, để giá cụ thể cho mỗi sản phẩm luôn, và thông tin chi tiết kích cỡ, kích thước và những cái gì của sản phẩm Kỳ Lân sẽ rất chi tiết rõ tại website kilanluxury.com. Bây giờ Kỳ Lân sẽ thực hiện là tháo chiếc đồng hồ Pate Philips ra và đeo thử chiếc đồng hồ này vào ha. Thân hình như Kỳ Lân thì sẽ đeo size 36 là phù hợp, và nếu như thân hình size tay có to hơn thì đeo size 41 là đẹp. Thì đây Kỳ Lân đang điển hình và làm mẫu đeo size 36 rất là đẹp, rất vừa vặn và rất sang. Hiện tại thì Kỳ Lân đeo hơi rộng bởi vì đang gắn full mắt. Muốn đẹp thì Kỳ Lân sẽ tháo bớt mắt ra, thì sẽ vừa. Và clip trước Kỳ Lân có thực hiện một clip là review hướng dẫn cách tháo mắt, thay đổi mắt đồng hồ Rolex rồi. Nếu quý khách nào cần, quý bác nào cần xem lại cách để mà tháo mắt đồng hồ thì có thể xem lại clip trên kênh YouTube của Kỳ Lân Luxury hoặc là trên fanpage của Kỳ Lân Luxury luôn. Phần vàng này là vàng AU 750 vàng hồng. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều phiên bản vàng vàng, và mặt thì đây là mặt vi tính, thì sẽ có những phiên bản như là mặt mốt, vi tính vàng hồng này, vi tính trắng, hoặc là màu mốt, màu sơ cừ á, hoặc là những cái mặt khác nhau tùy. Thì Kỳ Lân sẽ có đủ những cái mẫu này trên website kilanluxury.com. Rồi chúng ta cùng nhau soi cọc kim cương nha. Bên trong những cái cọc số giờ này là bằng kim cương. Đây là những cọc số giờ và được gắn bằng những viên kim cương. Đây là cái kim dây đang chạy rất là êm, rất là êm luôn. Và chúng ta sẽ xem tất cả những cái cọc bằng kim cương. Đây là cái lịch, mặt lịch nè. Chiếc đồng hồ này có 3 kim và một lịch. Đây là đồng hồ chính hãng, rất đẹp. Đồ của hãng thì bao giờ cũng vậy, luôn luôn hơn những đồ khác, là hơn ở sự tinh tế, độ hoàn thiện thẩm mỹ, độ cao cấp, sang trọng. Và đối với đồng hồ Rolex rất là hay là ở những cái mắt này nè, sẽ có một cái chốt, một cái cốt này, cốt này sẽ dặn ra, không cần phải đem ra ngoài, thở ngoài để đục lỗ, đục để lấy cốt ra, lấy cái cốt và thay mắt dây, không có. Cái này sẽ có rất là đơn giản, có một cái lỗ trên những cái mắt để mà mình có thể là hai bên luôn để mình tháo ra cho đều nhau, mình thay bằng dùng một cái dít chuyên nghiệp chuyên dụng mà mình dặn là xong thôi. Và clip trước Kỳ Lân có thực hiện một clip rồi hướng dẫn cách thực hiện thay mắt dây cực kỳ đơn giản và chuyên nghiệp, rất nhanh bằng cây vít chuyên dụng rồi. Thì quý khách có thể lục lại xem lại clip đó trên kênh YouTube cũng như trên trang fanpage của Kỳ Lân Luxury nha. Đây tay Kỳ Lân rất là vừa nha. Nếu tay to hơn thì mình sẽ đeo size 41, mà đặc biệt là cái size 36 này nè. Theo xu hướng hiện tại và theo cái xu hướng của xã hội ngày nay thì size 36 này là một size unisex, có thể đeo cho nam và nữ rất đẹp. Và khi mà một cặp vợ chồng hay một cặp tình nhân mà dùng đồng hồ thì nên dùng bằng size với nhau, rất là sang. Bởi vì thời buổi bây giờ người ta thích dùng những cái gì to và đeo như thế, mình có thể đổi cho nhau hoặc là mình có thể tặng cho nhau, nó sẽ dễ dàng. Nói chung là mình thuận tiện trong cái vấn đề là trao đổi hoặc là mình thay phiên. Thì đó là một cái xu hướng, và kể cả là đồ to, nữ dùng đồ to là xu hướng nữa, nên là 36 bắt đầu bây giờ là người ta sẽ dùng size 36 nhiều hơn là những size 28 hay 31 rồi. Đây, và chúng ta sẽ thử trên tay của bạn nữ. Đây mọi người xem nhé, rất là rộng, bởi vì hiện tại là Kỳ Lân mang vẫn còn rộng, bởi vì Kỳ Lân đang để đủ mắt. Thường ở đồng hồ bao giờ họ cũng làm dư mắt, và chúng ta về chúng ta sẽ phù hợp với tay của mình bao nhiêu mắt thì chúng ta sẽ đo và chúng ta sẽ dùng cái dít để tháo ra. Và nếu như chúng ta cần xem chi tiết để cách tháo như nào để mình làm đúng nhất và chuyên nghiệp nhất thì hãy xem lại clip của Kỳ Lân trên kênh YouTube của Kỳ Lân Luxury. Rồi, rất đẹp. Khi tháo mình phải cân đối, tháo hai mắt hai bên cho nó cân đối. Và đối với tay của bạn thì anh sẽ tháo 4 mắt. Và clip thực hiện thắc mắc thì Kỳ Lân hướng dẫn rồi, Kỳ Lân sẽ không thực hiện ngày hôm nay nữa nha. Hãy xem lại trên kênh YouTube của Kỳ Lân Luxury. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân cảm ơn, trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để mà xem clip của Kỳ Lân, để ủng hộ Kỳ Lân. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách luôn vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng, thành công mọi vấn đề. Và hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân cũng như là like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc truy cập trực tiếp vào website kilanluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm, những thông tin sản phẩm của Kỳ Lân Luxury nhé. Hoặc gọi trực tiếp hotline, số hotline cũng như là số Zalo luôn 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.